Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. JS 125, một cái bản nâng cấp kinh điển đi cùng với một cái cặp phục Nitin Pro. Cái chiếc JS 100 độ hôm nay chắc chắn sẽ đem lại cho anh em được rất nhiều cái cảm xúc khó tả khi chiêm ngưỡng được nét đẹp đầy mê hoặc của nhân vật chính, mang cho mình không ít cái món đồ chơi hàng khủng nâng cái diện mạo và hiệu năng khi vận hành. Tuy nhiên đối với mình không có trang bị nào vượt cái qua một cái cặp phục Nitin Pro vô cùng hiếm thấy thị trường Việt Nam hiện nay. Tại cái vùng đất mũi Cà Mau thì cái chiếc JS đời hôm nay mang cho mình một cái biển số sảnh tiếng vô cùng đẳng cấp. Có thể thấy đây chính là lý do cốt lõi để người chủ quyết tâm chơi tất tài với những món đồ chơi cho con xe cưng của mình, khiến cho cái chiếc JS đã trở thành một cái bản dọn cực kỳ khủng xứng tầm với những cái biển số sảnh tiếng mà em ấy đang đeo cho mình. Danh sách những món đồ chơi đỉnh của chiếc xe hôm nay bao gồm bắt đầu như cái bộ đôi cộm thắng của Rainbow Bridge bên phải đi cùng với cụm con của Cunningham Aversa bên trái. Hai món đồ chơi được cấu tạo từ công nghệ CC để tạo hình. Nó đặc biệt của chúng là riêng cái cụm của Rainbow Bridge thì người chủ lại ưu ái hơn điểm xiết nó bằng những cái điểm nhấn như bình dầu của Rizoma, đếm chỉnh của Titan, bản lề của CNC Brosa. Hiện tại thì cạnh cái cụm thắng của Rainbow Bliss đi cùng với cụm gà Domino hay gà dưới vốn là những món đồ chơi đại trà khi xuất hiện trên hầu hết các bản dọn hiện nay ở những cái dòng là phổ thông. Tuy nhiên trên cái chiếc JS độ hôm nay nó đã tìm cách biến tấu lại một cách lắp đặt hết sức là thú vị. Chúng ta thấy rằng anh chủ tận dụng chi dứt một ống gà cho quá trình nó về hồi và bặn đi, ống gà sẽ được anh ta bịt kín lại bằng những phụ kiện như ốc, heo dầu. Riêng cái ống gà đang ứng dụng thì anh ta đã nhấn nhá bằng những cái đầu bấm và kết hợp chúng vào cái chiếc ngắt dầu, khẳng định được cái sự chịu chi của bản thân mình. Hệ thống cái cụm công tắc của chiếc xe hiện tại là cái cụm công tắc Domino và một cụm công tắc của Daytona, thay thế cho những món phụ tùng nguyên bản và có những nút nhấn nhiều hơn. Chép người chủ có bổ sung thêm những cái chức năng tiện lợi phục vụ cho quá trình ứng dụng của bản thân. Và trước mắt anh em đang thấy là cái trợ lực sườn Holin đang sổ cho mình một cái ti đẩy phiên bản cái màu vàng cũng khá xịn sò hơn hẳn những cái ti trắng thông dụng, bởi vì cái ti đẩy của cái trợ lực này đã được mạ một cái lớp vật liệu đặc biệt nhằm tăng thêm cái độ bền và giúp quá trình xoay chuyển nó trở nên chân chu hơn. Quay lại với hệ thống thắng, cái cụm thắng của Rainbow Bliss trên chiếc xe điều khiển cái phần heo trước thông qua cổng dầu heo bấm nút S khá gọn gàng, thêm cái ngắt dầu sau ly vốn dành riêng cho cái dòng xe đua, thường được các đô chuyên nghiệp ứng dụng để rút ngắn hành trình thay thế cái con heo trong mỗi chừng khi xe đua giật cái đường bit. Đi kèm với đó là trang bị ốc xả gió nhanh đỏ rực, anh em đang được nhìn ngắm có một cái công dụng giúp việc kênh gió nó diễn ra dễ dàng hơn. Mục đích thời điểm vàng để mình giới thiệu được anh em biết cái bộ đôi heo thắng của Rainbow Motoba đi cùng đĩa của Rakotest mà dàn chân trước để trang bị cho con xe. Cái bên sau bên trong cái con heo của Rainbow Motoba là cái công nghệ piston titan mạ DAC giúp nó hoạt động hiệu quả ở những nhiệt độ cao, xin từ biệt là hãm phanh ở những giải tốc độ cao. Đĩa thắng của Rakotest có cái độ rơ tự nhiên do khoảng rơ giữa cái lồng đĩa và đỡ đĩa, tình trạng lửa đĩa sẽ bị biến dạng khi thắng quá gấp và giảm nguy cơ bị bó cứng phanh rất là nguy hiểm. Bộ mâm người chủ trang bị cho con xe cưng của mình có sự hiện diện là không tầm thường chút nào. Dành cho những anh em chưa biết, bộ mâm này mang tên là Traceable CNC FC1, thuộc thế hệ sản xuất đầu tiên với kích thước bánh trước là 1.6, trong khi bánh sau kích thước là 2.15, đã bị tuyệt chủng trong khoảng thời gian rất dài. Cái mâm Traceable CNC FC1 thế hệ mới nhất có kích thước là 1.6 và 1.5, lần lượt cho trước và sau. Tuy nhiên cái cách dự màu có thể đầu tiên nó sang trọng hơn ở chỗ nằm ở dạng là bóng, còn hệ cũ nằm ở dạng là nhám. Hệ thống thắng sau của cái chiếc JS hôm nay tạo một cái sự đẳng cấp không kém hệ thống thắng trước khi được sinh ra sự kết hợp giữa heo của Rainbow HLC và đĩa của Rakotest. Hệ thống ở dầu cũng có sự hiện diện heo bấm độ S và ngắt dầu sau ly. Cái bộ đôi thắng sau mình vừa giới thiệu cho các bạn nằm dưới sự kiểm soát dễ bên đập của Rainbow Rossi vuông hầm hố. Cái chiếc phát CNC cố định phần bên này nó trông vô cùng đẹp mắt khi nằm ở một cái thế giúp bên có thể tương xứng với cái phần sườn xe và tạo ra khả năng kiểm soát phanh rất là chuẩn, linh hoạt. Với cây phục mà cái chiếc JS này tải sổ vốn là dòng đi trên L3, tuy nhiên nó được bổ sung thêm hệ thống HPA giúp em ấy trở nên tiệm cận hơn cái bản là Nitin Pro đình đám. Thật sự không ngoa khi nói về cái tên là Nitin Pro, khi sổ cho mình hệ thống HPA nó có thể cho phép người chủ cài đặt nhanh cái phần tải trọng thích nghi nhu cầu đi 1 hoặc đi 2 nhằm tạo ra hiệu năng nhúng im ấy nhất có thể. Ngoài việc tăng cường cái sức thẩm mỹ và thằng động cơ cũng được nâng cấp bằng cái đắp nhất của Daytona,
thì cái chiếc xe hôm nay còn được trang bị một vài món đồ chơi hiện sức cao. Chúng ta đang thấy dấu kính là bên dưới dạng áo. Tuy nhiên với hai món đồ chơi là Movisuit MST và cái bộ Cutiga được người chủ cố tình khoe rất là khéo léo nhằm khẳng định được sức mạnh vượt trội của con xe cưng. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng em ấy lần nữa nhé. Exciter 135 dọn kiển cách chơi, phong cách đi lùi thời đại. Sau khi đã quá nhàm chán với diện mạo bên ngoài của những dòng là Exciter 5 số, một biker tên là Phong quyết định là cưa sừng làm nhé cho con xe cưng của mình, biết em ấy thành một phiên bản cũ hơn đang hot thị trường hiện nay. Nhìn xuống cái phần đốc máy, ta thấy thực chất đây là một cái dòng Exciter 5 số xuống dạng áo của X nhỏ. Bên cạnh đó có những tiểu tiếng nhỏ được thiết kế như Apple Spark đi cùng với phần rổ trước Appy. Đời mi trước được thương hiệu đến từ Appy với cách màu khối sẵn có nên cũng rất là tiện lợi cho người chơi không phải tháo ra sơn mất thời gian. Thiết kế riêng cho các tấm áo của chiếc X nhỏ, ở bên dưới là những chi tiết là ốc sẽ gắn như zin không cần phải chế cháo. Còn đây là những thay đổi lớn chiếc xe, tận dụng ở dầu cà phê đầu chơi, kết hợp bên trong làm từ thép với khả năng chịu lực tốt hơn, loại là cao su kết nối với phần heo của Rainbow logo đỏ hai bên xứng. Đĩa trước làm từ thép được bắt vào cái mâm cố định bật ốc kỳ năm. Cái giảm sóc sau đã được trang bị cái phục là Race Boy bình dầu rời có lò xo, tuy phục lớn hơn so với những mẫu phục chính hãng. Đồng nghĩa với phục này có độ bền cao hơn, cứng cáp hơn, khả năng chịu tải cũng tốt hơn và cân bằng khi chạy độ cao. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, để chi tiếp nhớ like, subscribe.